Boss Luxury, khẳng định đẳng cấp thượng lưu. Xin chào các khán giả thân mến của Boss Luxury Channel. Mỗi dịp cuối năm thì Jacques Roth lại ra mắt một mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ 12 con giáp để chào mừng năm mới. Năm 2021 này, hãng đã giới thiệu Jacques Roth Buffalo Celebrating the Year of the Oryx với 4 phiên bản giới hạn. Mỗi phiên bản chỉ có 8 chiếc. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phiên bản đặc biệt này thôi nào. Loài trâu đứng vị trí thứ 2 trong 12 con giáp, đại diện cho các đức tính kiên trì và độ tin cậy. Đây cũng là những giá trị gắn kết giữa thương hiệu Jacques Roth và châu Á. Loài vật này luôn bản lĩnh đối mặt với nghịch cảnh, dường như những ai thuộc con giáp này thì luôn được biết với sự trung thực và chăm chỉ. Nhà chế tác đồng hồ với hơn 250 tuổi, Jacques Roth tin rằng vàng là kim loại duy nhất xứng đáng với loài vật đảm nhận trọng trách của năm 2021. Jacques Roth đã chọn hai kỹ thuật thủ công đặc biệt để đại diện cho cung hoàng đạo mới. Đầu tiên là bức tranh miền quê yên bình, xuất hiện trên hai chiếc đồng hồ có kích thước 35mm và 41mm với hình ảnh một chú trâu nổi bật trên nền cỏ những ngọn núi phủ đầy sương, chú trâu đang lội nước. Cặp đồng hồ Petit High Minute này gồm phiên bản dành cho nữ có size là 35mm với vành bezel nạm kim cương và phiên bản dành cho nam size 41mm trơn và thanh lịch. Ở mặt sau thì bánh lắc của phiên bản 35mm được cách điệu với một thiết kế chạm khắc bằng vàng hồng, trong khi phiên bản còn lại có roto open worked vàng 18K khắc thủ công. Tiếp theo, chạm khắc nổi, một kỹ thuật thủ công được Jacques Roth ấp ủ được điểm tô hai mẫu còn lại. Phương pháp này được sử dụng để tạo ra một chú trâu điềm tĩnh trên mặt mã não đen như đang hướng về cây mận vàng đang nở rộ những đóa hoa ruby đỏ. Nếu như cây mận biểu tượng cho sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên, đất trời thì ruby đại diện cho sự dũng cảm và chiến thắng, những giá trị gần gũi với trái tim của chú trâu. Hoạt cảnh nổi lên một cách hoàn hảo nhất bằng cách đính vàng thủ công trên vòng giờ của Petit High Minis 41mm. Tại vành bezel và vấu của phiên bản vàng trắng 18K được nạm kim cương, ở mặt sau thì các bánh lắc được trang trí hình đầu trâu trên nền mã não. Đồng hồ được thiết kế với 4 phiên bản giới hạn, trong đó mỗi phiên bản gồm 8 chiếc. Không biết bạn cảm thấy như thế nào về phiên bản đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Boss Luxury Channel. Còn bây giờ thì Khánh Ly xin chào và hẹn gặp lại!